cầm cái đồng hồ đo dòng anh em ơi. Mệt quá, trời nắng là 1 giờ anh em ơi, 1 giờ trưa ấy. Nhưng được cái nó có gió, nắng nhưng mà có gió. Coi như là một mình, chỉ có một mình thôi. Cứ thứ bảy chủ nhật mới có thời gian để làm. Em nhìn này, bên trên này. Thì anh em biết là hơn 1 tháng nay nhìn thấy nắng đẹp mà tiếc. Và anh em thấy không, mấy cái ông EVN ấy, ông ấy mới tăng giá. Bây giờ 2000 à? 2001, 2001, 2002 gì ấy. Ngày ông càng tăng. Thật sự là nguy hiểm thật đấy. Mà nhà có 2 3 phòng, 2 phòng 3 phòng thì mỗi phòng một cái điều hòa. Dùng thêm một số thiết bị khác. Anh em biết tháng nghèo nghèo cũng mất triệu, 2 triệu tiền điện. Thật sự nhà đi đi nếu mà nghỉ đi làm ấy, mà nghỉ một vài buổi ấy, trừ lương ấy, thì không đủ tiền điện, tiền mà đóng tiền điện, tiền nước, chưa nói tiền đóng học hành nhưng các thứ chi phí cho con cái ăn uống anh em ạ. Càng ngày càng vật giá mà mấy ông ấy càng càng ác, càng tăng mạnh. Đấy thì em có thể đầu tư những hệ thống năng lượng mặt trời anh em chơi để đó, bớt chi phí đi. Nhưng mà mình thấy nhá, mình có một cái chia sẻ chân thật với anh em như này này. Bây giờ thiên tai nhiều và nó nguy hiểm. Anh em đừng ham tấm to, mua được tấm nhỏ càng tốt. Thứ nhất, tấm nhỏ nó có cái diện tích bé, thi công dễ, di chuyển dễ. Và cái thứ hai là nó sẽ chống được những cơn bão. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, anh em bảo dưỡng lau chùi, anh em có đi vào nó nhiều lúc nó cũng không bị hỏng. Bởi vì tấm nhỏ, cái diện tích nhỏ nó sẽ cứng hơn cái tấm diện tích lớn. Bây giờ mình thấy ra những tấm cực kỳ lớn luôn, càng lớn thì càng nguy hiểm, càng khó thi công, càng mệt và càng nhanh hỏng. Đó là cái chia sẻ thực tế cho anh em. Đây tấm này, bét nhẹ dám này. Mấy cái ông bảo buồn kinh khủng, máy móc còn đây, tấm pin còn đâu. Đó anh em lưu ý. Và từ kinh nghiệm của mình và từ những cái gì mình chia sẻ thì gia cố làm sao chắc chắn em ạ. Vừa bấm cốt này, đây trên kia vừa đóng đây bấm cốt à, và đây vừa bấm cốt xong, nối dây xong đấy à, thì chén đo anh em nhé. Vừa đấy, bây giờ nó ra công suất tầm khoảng 1000 anh em, 1000 những cái dàn này. Bởi vì nhà mình mới dùng có 1500 thôi. Hai dàn là 1000, nó ra 600W. Cái dàn bên kia ra 600, dàn bên này ra 1000 này. Thì kiểm tra cái anh em bị đoạn dây nối này. Đấy, dây nối này, đấy, nối từ cái tấm dưới đến tấm trên, bởi vì để xuôi này mà thì dây nó ngắn, cái dây longi nó ngắn, nó không như LG cái dây nó dài thoải mái luôn. Đỡ phải lằng nhằng, đâu mà lằng nhằng quá. Đấy, giờ phải treo đây này, này đứng này, gác này. Treo. Còn quay cho anh em xem nữa. Rồi, giờ xem dòng nó là bao nhiêu, xem nó có cái rác MC4 nó có chịu đựng được không. Bởi vì rác MC4 nó chịu đựng được cũng khá là lớn đấy. Mà rác thì mình rác xịn rồi, mình rác khẳng định với anh em là rác xịn rồi. Chứ không biết là nó có chịu đựng hay không, vẫn có chịu đựng hay không. Rác xịn luôn. Đấy, bây giờ này, anh em này, bật nhé. Hơi khó đấy. Rồi, bật chế độ đây rồi nhá. Xem nào. Ôi giời, 8A anh em nhìn này. Bây giờ 8A. Đó. Yeah, 8A. Chắc nó sẽ duy trì từ 10A đổ về thôi anh em. Đột ngột lên 10A thôi. Đây, để xem cái mức chịu đựng của mình có được không. Cái rác của mình có chịu đựng được không. Cái khi nó chẳng hay nó mua ve hay nó làm sao. Những cái video trước ấy thì mình có chia sẻ anh em là kiểm tra rác MC4 ấy. Không biết anh em có kiểm tra hay không, và anh em có xem hay không. Đấy, nhưng mà nếu mà nó bị dòng nó lớn nhá, mà nó bị nước vào như thế nhá, chắc chắn là tan luôn anh em nhé. Mình đảm bảo anh em luôn, chắc chắn là tan. Ở trước mình nối nhiều mình biết. Đấy, anh em lưu ý. Rồi, phải xuống thôi anh em ạ. Không giữ được. Một tay cầm kìm này, một tay cầm máy này, là không có giữ được đây. Mới có đi được cái ấy này, bên này này. Anh em nhớ. Đấy, mới đi được cái này. À, tiện ở đây thì cũng chia sẻ thêm lại với anh em như này nhé.
lại anh em như này luôn. Tuy cái này thì thi công thì nó phức tạp hơn một chút, nhưng anh em có mua cái móc bên dưới như này này, nhưng mà nó có cái răng cưa nhỏ ấy, nhưng mà nó nhỏ, nó sắc, nó sẽ xé rách như này luôn nhá. Anh em siết mạnh sẽ rách và cong cái này xuống. Như cái này của mình nhá, là một cái miếng to, bản nó to nhá, nó ôm, nó giữ này nhá, chứ không phải nó móc không nhá, mà là một bản to anh em nhá, một bản đây này, cả cái bản này này là nó giữ thôi, chứ không, nó không siết xuống. Như cái kia là có con ốc đấy, nó siết xuống đấy. Theo như cái cách suy nghĩ của mình, cái đấy cho mình không dùng, chưa nói cái việc là bỏ tiền ra mua anh em ạ. Đấy, nhìn thì nó làm dễ, rất là dễ, xếp với tấm pin nó móc xuống dưới, móc vặn cái không bao giờ dùng cái loại này, nhìn không bao giờ dùng. Rồi tiếp tục thì đo đoạn đầu cuối thôi nhé, dòng đầu cuối này đang xuống cái này 7A3 này, bên này này đúng rồi, chuẩn luôn, 7A3 7A4 7,4A 7,3A đó. Thì anh em lưu ý rằng cho được như thế thiết kế, tăng xà vào, tăng xà nhá, tăng xà kẹp lại thoát nước, tránh chảy vào xà. Đấy, giờ tăng lên thành trước là 3 xà của mình, là 3 xà, bây giờ tăng là 4 xà, đảm bảo dày, đảm bảo dung, chịu được. Và sau này tiếp tục mình sẽ chia sẻ anh em là chống giật bằng keo. Đây là, em nhìn được keo chưa? Đấy, keo này, mua cái keo của nó, chụp cái ảnh ra chỗ bán keo, bảo anh bán cho em cái keo như thế này về gia cố nha, gia cố gắn vào miếng như vậy, vào đây có móc vào đây, móc vào những điểm xà này, gió rung đây. Đấy, là nó giữ được, không rung nữa, đảm bảo tránh đứt kính khi gió giật. Anh em biết cái tấm pin Caladian nó có cái miếng ở, có miếng cái sắt ở giữa này, đây. Đấy, có miếng nhôm ở giữa này, nhưng cái miếng nhôm đấy kể mà họ ra cố keo thì ôi giời ơi tuyệt vời, nhưng rất là buồn thay họ có làm mà không ra cố keo. Mình chưa hiểu tại sao, hay có thể là họ chỉ làm cái đấy để di chuyển thôi, bốc vác ấy, cho nó an toàn hơn thôi, không có ra cố keo. Nếu mà ra cố keo nữa thì tuyệt vời luôn, để chống được làm cẩn thận thì không thể bay được. Đấy, anh em nhé, không thể bay được. Còn bên dưới này mình sẽ phải làm lại tí này, hàn lại, xong lại sơn lại, đánh chỗ hàn cái gì đấy, sơn lại. Đấy, anh em chưa? Thì mình đảm bảo với anh em rồi, từ bây giờ trở đi năm nào cũng có nguy hiểm, chứ không năm nào là không đâu. Đây là anh em mà lưu ý cẩn trọng và bố trí làm sao để cho hệ thống nó an toàn, tránh mất tiền, tránh thiệt hại. Rồi. Đây, anh em đi ống ơi. Ống này bây giờ thì vừa mới tháo ra để luồn giấy, mình luồn này thì nó khó đi ấy, nhưng mà nó không bị nước mưa vào. Anh em nhé, nó không bị nước mưa vào là một, nó không bị chuột cắn là hai. Đấy. Ông đi dưới này. Ngày xưa chuột nó chạy ông nhọc nó chạy ra ngoài trên ngoài kia vườn kia. Lên đây nó chơi. Nó chạy trên mái nhà. Hô. Mấy nữa làm trên kia nữa thì cãi mày luôn. Đấy. Nhà này nuôi gà nên chuột trước nó lại vào nữa. Đấy. Thì nó sẽ ok hơn anh em nhé. Nhưng mà khi mình thi công nó sẽ khó, nó khó một chút nhưng mà nó an toàn. Anh em cứ thế anh em chiến thôi. Chứ còn ví dụ như là luồn vào cái ống nước mình để kìa, luồn vào đấy gọi là chống chế để tạm tấm pin đấy thôi. Thì hôm nay ở trên này 4 tấm này, ông ghi này, 5 tấm LG trên kia kìa. Thì ở đây là sẽ không còn nữa và sẽ đón được nắng 100% từ sáng sớm cho đến chiều tối luôn. Với miền Bắc thời này khác xưa anh em nhé. Thời này khác xưa đấy, nhiều anh em cứ ngỡ tưởng là ở miền Bắc đầu tư làm gì, nhưng không, miền Bắc khác xưa rồi, mùa rét cũng nắng như mùa hè luôn nha. Nên em cứ mạnh dạn anh em chơi thôi.
chủ yếu là anh em làm giá nó cao cao em đón được độ từ sáng sớm luôn, từ sáng sớm cho đến chiều tối luôn. Đấy. Anh em thoải mái dùng, nhất là anh em thi công hay là gia đình có nhiều về ban dùng điện nhiều về ban ngày, anh em làm con hòa hòa lưới là anh em đảm bảo ăn tiền luôn. Đấy. Đúng nhá. Thôi anh em cho là và tìm tòi thiết kế làm sao để cho nó ok hệ thống, thì chúc anh em thành công, chào cả nhà.